Mới đây thì gia đình của 9 nạn nhân tử vong trong thảm họa y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào năm 2017 đã gửi đơn kiến nghị tới chính phủ và các cơ quan trung ương. Bởi đã hơn một năm nay, bệnh viện mới bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân có người tử vong là 10 triệu đồng. Theo gia đình các nạn nhân, thảm họa y khoa ngày 29 tháng 5 năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cướp đi 9 mạng sống, cho đến nay đã gần 16 tháng. Gia đình của 9 bệnh nhân đã tử vong là người thiệt hại nhất. Cuộc sống đảo lộn, đa số là người dân tộc thiểu số, đã khó khăn, nay lại càng khó khăn thêm. Trước cái chết của 9 bệnh nhân, các gia đình đã phải kìm lòng lại, đặt niềm tin công lý, tin tưởng vào pháp luật không có thái độ hành động nào gây mất trật tự an ninh. Nhưng đổi lại các gia đình người bệnh tử vong bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình coi thường. Suốt 3 tháng đầu xảy ra sự cố y khoa, họ im lặng không có một lời xin lỗi, chia sẻ, cắt xén bồi thường, đòi hóa đơn đỏ các khoản mai táng phí và cuối cùng dồn gia đình các bệnh nhân này ra tòa. Hơn một năm nay, bệnh viện mới bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân có người tử vong là 10 triệu đồng. Họ đành ngậm ngùi chờ tòa án giải quyết, nhưng đến nay đã gần 16 tháng, vụ án chưa được làm sáng tỏ.